Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video. Mình tin chắc rằng chưa một ai làm một cái video về nội dung này để cho anh em theo dõi đâu. Thì mình sẽ làm về nội dung chim bồ câu gà. Gà Mỹ anh em. Lai với chim bồ câu Thái thì nó sẽ ra giống bồ câu gì và trông nó ra sao. Đây anh em nhé, đây là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt. Titan Thái siêu thịt nhé. Còn đây là bồ câu gà. Gà Mỹ anh em. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một đôi chút về giống chim bồ câu Titan Thái siêu thịt cho anh em xem luôn. Titan Thái siêu thịt là một cái dòng chim bồ câu cực kỳ chất lượng, phải nói là hot nhất hiện nay. Thì nó siêu đẻ, siêu thịt và siêu lợi nhuận này. Thì cái màu đặc trưng của nó là cái màu xám. Và ở cánh của nó có hai vạch anh em. Đó là chim đặc điểm nhận dạng của chim bồ câu Titan Thái siêu thịt. Còn đây là chim bồ câu gà, gà Mỹ. Màu của nó là màu nâu đỏ. Hai dòng này là khác biệt hẳn nhau nha anh em. Bây giờ khi mà mình sẽ lai hai con bồ câu Titan Thái siêu thịt và gà Mỹ thì nó sẽ ra giống bồ câu gì? Cái tên gọi thì mình không có một tên gọi nào cụ thể cả. Chẳng lẽ là Thái Mỹ? Chim bồ câu Thái Mỹ nghe nó buồn cười anh em. Chưa có ai nghĩ ra một cái tên nào cụ thể cho nó. Nhưng mà đây anh cho anh em xem cái kết quả thu được. Đây anh em, kết quả thu được từ sau khi mà mình lai chim bồ câu gà Mỹ với chim bồ câu Titan Thái siêu thịt, nó sẽ ra một cái màu gọi là cái màu xám, nâu xám anh em. Nó không như hẳn xám đá như là chim bồ câu Thái, nó không màu nâu, không phải là màu nâu như là chim bồ câu gà Mỹ. Đây là màu này. Và chim bồ câu rất to, chim bồ câu rất to. Thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ luôn cho anh em là chim bồ câu này để làm gì. Thứ nhất, khi mà anh em lai tạo thì anh em phải có mục đích đúng không? Anh em lai tạo bất cứ con giống nào đó thì anh em phải có một cái mục đích. Tại sao anh em làm điều đó? Đây không phải là mình lai tạo cái giống này ra để mình kinh doanh. Thứ nhất là mình lai tạo giống này ra để cho anh em hiểu rõ thêm về cái việc mà khi mà mình lai giữa hai dòng này thì nó sẽ ra giống chim bồ câu như thế nào. Đó là cái mục đích của mình. Chứ ở trại mình bất cứ một cái dòng bồ câu nào thì mình đều muốn nó thuần chủng anh em. Mình đều muốn nó thuần chủng nhé. Không phải là cứ lai tạo là tốt, không phải cứ lai tạo là nó sẽ ra cái giống bồ câu to hơn nha anh em. Con chim này rất dữ rồi nha. Con chim bồ câu gà Mỹ rất dữ này. Đối với nhiều người nuôi chim bồ câu á, thì họ lai tạo để họ có thể bán được những con chim bồ câu đàn làng siêu to. Anh em nhìn nó sẽ nhỉnh hơn nhé. Nó sẽ nhỉnh hơn con chim bồ câu Thái một chút xíu. Nhưng mà anh em phải hiểu nha. Đây là ví dụ là cái đời này với cái đời Titan Thái, là cái đời F1 đi, ra đây F2. Thì khi mà cái đời F2 này mình cứ lai đi lai nào, lai tiếp nữa thì nó sẽ ra chim bồ câu rất bé. Nó sẽ ra một cái loại chim bồ câu rất bé anh em nhé. Nên là đối với những anh em nào nuôi chim bồ câu á, thì anh em lưu ý là mình chỉ sử dụng cái giống thuần chủng anh em nhé. Anh em không lai tùm lum. Nên có một cái nhược điểm đối với những anh em mà nuôi chim bồ câu thả quần thể, thì anh em thả tùm lum, anh em thả nuôi trong một cái quần thể rất rộng, nào là chim bồ câu Vimax, chim bồ câu Thái, chim bồ câu gà Mỹ chung một cái chuồng đấy. Nếu mà anh em thả riêng gà Mỹ, riêng bồ câu Thái thì không sao anh em nhé. Nhưng mà anh em thả nhiều như thế các loại chim á, thì nó sẽ tự lai với nhau, tự lai giữa các dòng với nhau, thì nó sẽ ra một cái dòng chim rất bé anh em. Màu lẫn lộn luôn. Con thì trong một con thì có cả màu trắng, màu nâu đỏ, màu xám này, nhìn rất là kỳ anh em. Nếu mà anh em làm chơi á thì ok, anh em mua
nuôi để làm cảnh nhé, muốn cho những cái màu nó khác nhau thì anh em làm chuyện đó thì ok nhé, đó là sở thích của anh em. Còn đối với những anh em mà mua về để like để bán hay gì đó thì anh em không nên nhé. Đây là mình làm video, mình mục đích của mình làm cái câu chuyện này là để cho anh em xem, cho anh em xem thôi. Đó, anh em thấy không, chim rất đẹp nhé, chim rất đẹp. Và màu của nó thì nó như mình nói đó, nó sẽ có màu trắng anh em kìa. Đây là chim bồ câu, là gà Mỹ đấy. Đây nha, đây là gà Mỹ này, màu nâu đỏ này. Dòng thuần chủng nó rất to anh em ạ, rất to luôn. Rất nhiều anh em mua chim bồ câu gà Mỹ ở trại mình, anh em cảm thấy là rất là tuyệt vời, rất là to. Nhiều người đến trại của mình thì họ rất là bất ngờ với cái việc mà cái dòng chim bồ câu này nó to. Nó phải to hơn con chim, nó phải to hơn con gà tre nha, to hơn gà tre nhé. Đây cho anh em xem thử này, em thưởng lãm con này thử. Mình hay rất là thích quay cái con chim bồ câu này, con trống này này. Anh em có đồng ý với cái việc phát ngôn của mình là con chim này thì to hơn con cà tre không? Chắc chắn là to hơn rồi chứ anh em, cả con cả ký mà. Rất là dữ nữa, rất là dữ này, rất là dữ. Còn cặp chim mà mình lai tạo bên này có vẻ rất là hiền và nhút nhát anh em, rất là hiền nhé. Mặc dù cái màu của nó là rất là đẹp đấy. Thì ở cái đặc điểm nhận dạng của con chim trống và mái của gà Mỹ thì nó rất là dễ hơn bồ câu Thái rất nhiều. Anh em có thể thấy là con chim bồ câu trống á, cái nhân trung của nó rất là to anh em, to hơn con mái rất là nhiều luôn. Thì đó là cái đặc điểm dễ nhận dạng nhất. Và cái cặp chim bồ câu gà Mỹ á, thì hiện nay trên thị trường người ta rất là ưa chuộng nha anh em, người ta rất là ưa chuộng luôn. Tại vì mua con chim gà Mỹ về, thứ nhất là cái chất lượng thịt của nó rất là nhiều, nên đôi khi anh em chỉ cần thịt một con thôi đã đủ cho cả nhà nấu cháo rồi. Và nuôi của nó là phong thủy cũng rất tốt, mặc dù cái giá của nó thì không phải cao lắm đâu anh em, giá của nó cũng vừa phải. Theo mình đánh giá là cái giá trên thị trường hiện nay là cũng vừa phải, rẻ hơn giai đoạn trước rất là nhiều. Chim ở trại của mình là chim thuần chủng luôn nha anh em, thuần chủng luôn nhé. Cái cặp đây này, cái màu mà nhiều người đến trại của mình mà nhiều người lựa chọn nhất là cái màu nâu đỏ này anh em. Màu nâu đỏ là cái màu người ta thích nhất, nó mang lại một cái sự may mắn cho người nuôi. Và nhiều người cảm thấy rất là thích, mua về để ở nhà khoảng vài cặp thì mình đã có thể sau một thời gian thì mình đã có thể nhân giống nó ra rồi, thì rất là tuyệt vời luôn. Ở trại của mình thì ngoài chim bồ câu Tị Tan Thái siêu thịt thì mình cung cấp thêm dòng bồ câu gà Mỹ này nha anh em nhé, rất chất lượng. Ở trại mình là toàn những giống chim thuần chủng không anh em, nên anh em nào mà có nhu cầu thì cứ yên tâm về cái việc đó. Anh em có thể cho anh em đi tham khảo rất nhiều trại luôn, xem là có cái giống bồ câu gà nào mà nó tuyệt vời, nó to như ở trại của mình không. Rất là đẹp. Và khi mà con chim bồ câu gà Mỹ nó đẻ anh em, thì mình sẽ cho chim bồ câu Thái nuôi nhé. Tại vì chim bồ câu Thái nó nuôi con rất tốt, nên khi mà mình cho chim bồ câu gà Mỹ nó đẻ thì mình cho liền qua bên đây nó ốc đẻ luôn. Thì khi mà mình tách đàn thì mình tách ra bình thường, tách ra bình thường thành những chim bồ câu gà Mỹ tuyệt vời. Thì hy vọng rằng video hôm nay của mình thì sẽ mang lại cho anh em những cái kiến thức cực kỳ thú vị. Đó chính là lai giữa chim bồ câu gà Mỹ và chim bồ câu Tị Tan Thái siêu thịt thì nó sẽ cho một cái con F2 như thế nào, màu lông nó như thế nào và chất lượng như thế nào và hình hài của nó trông ra sao thì anh em cũng vừa theo dõi rồi. Thì hy vọng là những cái kiến thức của mình thì cũng như là ghi nhận thực tế thì cũng hy vọng là sẽ được nhận được sự ủng hộ của anh em. Và mình cũng tốn khá là nhiều thời gian để có thể có được những cái cặp chim bồ câu live như thế đấy anh em. Mình tốn khoảng vài tháng trời đấy,
mới có thể là có những cái cặp như này cho anh em xem này. Cặp này là tầm khoảng 2 tháng rưỡi tuổi đấy, nên là mình đã phải bỏ ra tầm khoảng 3 tháng trời để mình làm một video lai tạo giống này giống kia để cho anh em xem. Thì rất hy vọng là anh em sẽ ủng hộ kênh của mình cũng như là đăng ký kênh của mình nhé, để có gì ủng hộ mình làm video. Thì clip này của mình đến đây thì cũng xin tạm dừng, và hy vọng gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.